Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Phó Thủ tướng Đam khẩn trương đi sứ, Tổng Bí thư Trọng lặng lẽ ngồi nhà. Vâng, trong thời gian qua các bạn cũng đã biết Việt Nam luôn luôn chịu những sức ép rất lớn từ nhà cầm quyền, từ Bắc Kinh. Và cụ thể, sau 3 ngày im lặng thì Việt Nam đã phải điều Phó Thủ tướng sang Trung Quốc để điều đình với Trung Quốc về cái việc mà họ đã tuyên bố chủ quyền của họ tại bãi Tư Chính của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mới nhất mà chúng ta cũng thấy được một số báo trong nước bắt đầu chia sẻ, đưa ra, đó là việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Trung Quốc không làm phức tạp tình hình Biển Đông. Hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính vào ngày 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Đức Đam đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Ngày 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ và nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 16 tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Và các bạn cũng sẽ xem những hình ảnh này và những cái chi tiết kỹ hơn ngay trên trang của báo chí trong nước. Nhưng điều rất đặc biệt là Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì đang lại khác đi, và họ không nói rằng trong cái cuộc hội đàm này ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc xem xét về vấn đề bãi Tư Chính cũng như về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Và sự việc tại bãi Tư Chính đã trở nên rất nghiêm trọng khi hôm 18 tháng 9 Trung Quốc đã cho phép phát ngôn của Bộ Ngoại giao tuyên bố đó là chủ quyền của họ. Và hình ảnh mà các bạn chưa thấy báo chí trong nước chia sẻ đây còn rất thiếu, đó là việc hình ảnh rất rõ là ngày 18 tháng 9 năm 2019, phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính từ tháng 5 đến nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Và các bạn cũng có thể xem ngay lập tức cái đường link này chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau video dưới đây để các bạn trực tiếp kiểm tra những thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra những thông tin này, và họ đã đưa một bản thông báo rất dài mà phía Việt Nam không hề đăng tải cho người dân trong nước được biết. Và phía Việt Nam dường như đã rất choáng váng với quyết định bất ngờ đó từ Trung Quốc, nên họ đã chết lặng đi và không thể đưa ra bất cứ những phản ứng nào và những tuyên bố nào từ 3 ngày hôm nay. Và điều đó đã gây nên bức xúc rất lớn trong cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam cũng không lên tiếng và hoàn toàn im lặng, mặc dù họ có xuất hiện trong những hoạt động khác mà các bạn cũng có thể tham khảo trên một số trang báo trong nước đã đăng. Ví dụ như sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là hôm 14 tháng 9 năm 2019. Thì như vậy rõ ràng chúng ta đã thấy là ông Nguyễn Phú Trọng có thể đi lại được và có thể gặp gỡ được và cũng có thể nói được. Nhưng ông ta đã không nói những cái điều rất quan trọng đối với người dân Việt Nam, đó là chủ quyền biển đảo, và ông ta với vai trò là một cái chủ tịch nước. Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Có nghĩa là trong cái buổi này các bạn cũng đã thấy rất rõ là có hình ông Phúc, Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng là hai người đang đương chức, đương nhiệm, nhưng họ đều không nói bất cứ một câu nào về việc Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và mặc dù Đảng, Nhà nước và trên 800 cơ quan báo chí và trong nước đã im lặng, nhưng hàng chục triệu người dân đã biết được sự việc này thông qua những hãng truyền thông, thông tấn trong và ngoài nước, cũng như thông qua những cái phương tiện quốc tế. Và họ đã bình luận và thể hiện thái độ rất rõ ràng, và ngay sau đó có cả những cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cụ thể chúng ta có thể thấy là giáo sư thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an của Việt Nam đã phát biểu như sau. Đây là hình ảnh mà ông ta viết trên Facebook do ông Nguyễn Xuân Diện chia sẻ lại, là tướng Lê Văn Cương nói rằng là Việt Nam từng 5 lần bị Trung Quốc bán đứng. Tôi cho là Việt Nam từng 5 lần bị bán đứng. Lần thứ nhất tại hội nghị Geneva 1954, Trung Quốc đã có sự mặc cả với Mỹ, Pháp, chứ đúng ra ranh giới hai miền không phải là vĩ tuyến 17 mà có thể là 13, nếu không thì là 15. Nhưng để lấy lòng Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đã nhân nhượng Mỹ và Pháp kéo lên vĩ tuyến 17. Sau này chính Pháp nói với ta điều đó.
Đây là ông Thiếu tướng Lê Văn Cương đã nói vậy. Lại lần thứ hai, Việt Nam gần thắng Mỹ vào năm 1972, Helsinki, Henry Kissinger đã ký tắt với ông Lý Đức Thọ hai bên báo cáo cấp cao để chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris. Nhưng sau đó Mao Trạch Đông mời Tổng thống Mỹ Nixon sang ký thông cáo chung Thượng Hải vào ngày 1 tháng 3 năm 1972. Kissinger về Tokyo họp báo nói một câu nổi tiếng: "Bây giờ chúng tôi chỉ còn nhìn về mặt tư khoa để nghiền nát Hà Nội." Sau khi ký xong, những việc này tày trời trước đây các Tổng thống Mỹ khác đã không làm được thì Nixon làm được. Đó là phong tỏa cảng Hải Phòng, con đường biển duy nhất của Việt Nam ra thế giới, cho máy bay đánh sát biên giới Trung Quốc, rồi sau đó là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Thiệt hại về người và tài sản trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Bắc từ mùng 1 tháng 3 năm 1972 đến khi ký Hiệp định Paris bằng cả 6 năm trước cộng lại. Đây là lời của Thiếu tướng Lê Văn Cương nói. Ở miền Nam ta cũng phải đổ xương máu thêm nữa, nên thông cáo Thượng Hải thực chất đã được viết bằng máu của người Việt Nam. Lần thứ 3 họ đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974, không có sự đồng ý của Mỹ thì Trung Quốc không bao giờ dám đánh. Thì đây là điều mà các bạn nên biết, đây là chia sẻ chính của Thiếu tướng Lê Văn Cương đã được đăng tải. Và lần thứ 4, chính Trung Quốc là kẻ chủ mưu gây nên vụ thảm sát hơn 2 triệu người Campuchia. Trung Quốc cung cấp từ A đến Z lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men cho Khmer Đỏ. Chiến tranh biên giới Tây Nam 1976-1978 là Trung Quốc mượn Khmer Đỏ đánh Việt Nam. Sau đấy, ta giải phóng Campuchia, Trung Quốc là kẻ thù lưu loa, là kẻ lưu loa trên thế giới rằng Việt Nam có âm mưu lập Liên bang Đông Dương. Kẻ gây ra họa diệt chủng lại vu cáo cho những người cứu người Campuchia khỏi họa diệt chủng. Lần thứ 5 là chiến tranh biên giới năm 1979, 5 lần họ buôn bán trên lưng mình. Đây là chia sẻ của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương đã đăng tải và đã được rất nhiều những người trong và ngoài nước đọc tiếp và bình luận. Và trong ngay cái thời gian này khi mà Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam một lần nữa. Và các đảng viên Đảng Cộng sản ở trong và ngoài nước đã rất bất bình trước sự im lặng của người đứng đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và đây là cái chia sẻ mà tôi đã nhận được trong thời gian qua của nhiều đảng viên. Ngay ở cả ở Đức này họ cũng đã nói cái điều đó. Và cùng lúc này thì Trung Quốc ngay tại thời điểm này vẫn tiếp tục cho đội tàu thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt nhiều đợt từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến nay. Và hình ảnh mới nhất chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, đây là hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng những đội tàu hậu tống của nó ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm qua ngày 20 tháng 9 năm 2019, Hải Dương 8 tiếp tục hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đường khảo sát được thực hiện vào ngày hôm sau, song song với bờ biển Việt Nam và khá gần bờ biển. Có điểm của tuyến khảo sát này chỉ cách mũi La Gàn thuộc Bình Thuận 144 km, cách mũi Dinh Ninh Thuận khoảng 140 km. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Thắng Nam, nhà nghiên cứu chuyên về Biển Đông tại Việt Nam, đã đưa những trang tweet của mình, và các bạn có thể tham khảo trực tiếp những thông tin rất quan trọng này để biết bộ mặt thật của Trung Quốc đối với Việt Nam ra sao. Và hiện nay đội tàu khảo sát này vẫn tiếp tục di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò tài nguyên mà phía Việt Nam chưa có biện pháp hữu hiệu để xua đuổi hoặc bảo vệ chủ quyền đất nước. Mỹ và châu Âu và các nước tự do dân chủ trên thế giới lập tức đã phản bác và lên án Trung Quốc bắt nạt Việt Nam trong thời gian qua. Và cụ thể nhất chúng ta đã chứng kiến đó là việc Thượng viện Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là một số hình ảnh đã được trang báo trong nước và một số trang nước ngoài đã đăng tải rất nhiều. Rạng sáng ngày 19 tháng 9 năm 2019, theo giờ Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần về chính sách của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới sự chủ trì của Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Rich và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menes. Người điều trần là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương David Stever. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là Thượng nghị sĩ chủ tọa của điều trần hôm đó đã diễn ra, và ngay cả Thông tấn xã Việt Nam tại Washington cũng đã đến dự và đăng tải những thông tin này ở trong nước. Và điều đó thì chứng minh rằng là Việt Nam đang được sự ủng hộ rất rõ ràng và cụ thể của Mỹ và châu Âu. Mà từ trước đến nay chúng ta đã thấy Việt Nam có những người bạn, người đồng chí, đó là những nước cùng chung thể chế Cộng sản và Chủ nghĩa xã hội như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên. Nhưng trong thời gian qua họ đã không lên tiếng ủng hộ Việt Nam, không lên tiếng phản đối Trung Quốc.
trong cái việc họ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mà chỉ có Mỹ và các nước châu Âu và những nước văn minh mà mới làm điều đó. Và dường như không chịu nổi sức ép ngày càng lớn từ trong đến ngoài, Bộ Chính trị Việt Nam đã phải họp bàn và quyết định cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lập tức lên đường sang Trung Quốc với lý do dự hội nghị và hội chợ tại Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN. Và hình ảnh các bạn có thể xem, đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng của Việt Nam Vũ Đức Đam ở trong cái hội chợ đó và hội nghị đó. Và việc cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là hợp lý vì ông là người được đào tạo tại Bỉ và do một nhà nước dân chủ và tự do đào tạo, và ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ ở đây. Ông cũng là cái người được biết thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp rất tốt, và điều đó có thuận lợi hơn rất nhiều cho việc với việc là cử ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang, vì ông Nguyễn Xuân Phúc rất hạn chế về giao tiếp vì không biết ngoại ngữ. Ở đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, hình ảnh trang tin của hội chợ này đã được Trung Quốc đăng tải rất nhiều, và trong đó thì cũng có hình ảnh rất nhiều của những cái đoàn Việt Nam và hoạt động của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội chợ này. Và với thay đổi này thì Việt Nam đang cố gắng chứng minh với thế giới rằng họ cũng đang muốn gần gũi và đề cao hơn cái trường phái phương Tây, và cụ thể là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một người khá trẻ và được đào tạo bài bản từ một nước tư bản ở châu Âu. Và nhưng đây cũng chỉ là một hành động nhỏ, mà điều cần thiết hơn cho Việt Nam là họ cần phải thẳng thắn đề nghị những người quá tuổi như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nên nghỉ hưu, đồng thời định hướng lại hoàn toàn mới cho đất nước để thực sự chuyển đổi sang thể chế dân chủ, hợp tác với các nước văn minh, xây dựng và bảo vệ được Việt Nam trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những điều, những thông tin mà các bạn muốn được biết để chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn trong thời gian ngắn nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.